lúc lên sóng thì lại có tiếng xe ôm rồi đấy. Nam có thể phát biểu cảm nghĩ không? Ừ, rất là tốt. Thích hợp cho việc ăn mặc. Tốt thật ra. Lúc nào cũng nghĩ đến thân đi. Lúc nào em cũng nghĩ đến, chỉ nghĩ đến bùn company thôi à? Anh phải quảng cáo cho thương hiệu chứ. Thương hiệu mình về lớn mạnh phát triển thì anh em phải có tiền mà tiêu chứ. Anh em đổi tay đi. Anh Tá để phát biểu gì về buổi làm việc hôm nay không? Mình chỉ có phát biểu nhẹ nhàng này, anh em mình đẩy xe hàng và công tác bùn lầy ở đây, nói chung là có thể có xưởng sản xuất gạch, chúng ta sẽ làm gạch để xây những công trình cho những người nghèo. Lấy đâu ra? Chị có phát biểu gì không? Không phải thôi, no comment này. No comment. Anh ở đây thôi, anh ở đây rồi. Thế nhưng mà bây giờ đó là bao nhiêu trăm ba? Thì đâu chụp ảnh đi, chụp ảnh nhưng mà làm chụp ảnh anh ơi. Chụp ảnh nhưng mà làm quay. Máy để kia rồi. Này lấy đi. Trên cái máy ơi. Bảo cái con máy chụp ảnh này được mấy chấm này? Được bao nhiêu chấm này? Trời ơi, ảnh ơi. 4 chấm. Chấm cái mắt. Cái này mà chụp luôn. Đây. Anh Bản, một trong các dân quân tự vệ xuất sắc. Anh có thể phát biểu cảm nghĩ. Nói chung là đi làm cùng các bạn ở đây thực sự là rất là vui, quá chuẩn luôn. Bởi vì chúng ta có thể giao lưu, tham gia giao lưu đầu tiên là cùng các bạn học sinh sinh viên. Và chúng ta đi làm thì lợi lợi đồng như thế này có thể giúp được bà con nhân dân rất là nhiều. Nói chung những cái công việc của chúng ta làm thực sự là rất là có ích. Và vô cùng là ý nghĩa. Các bạn học sinh sinh viên của chúng ta. Đến đoạn có truyền hình của anh dẹp ra cho anh. Em ở đây đến ngày thứ 7 rồi em mới thấy anh chém gió ảo như này. Đâu có đâu. Bạn ơi, tôi đã khóc khi nghe cậu phát biểu. Không giờ đâu. Cảm động quá. Bây giờ mới tiếp theo từ lên TV đây. Thật ra là ấy. Vô lịch quan tâm. Lịch quan tâm rồi. Comment rất đông, rất thâm. Sau cái status rất dài dòng của anh ta. Hai cái đồng chí kia đi đâu ấy? Như quý vị có thể thấy con đường lúc trước đầy cỏ, cỏ bùn. Giờ đã được đội thanh niên tình nguyện, đội hình thanh niên tình nguyện Thanh Oai đã dọn sạch gần hết. Quãng đường trải dài xuyên suốt gần khoảng gần 500 mét. Lúc bên TV nó bảo nó làm, rồi mình làm một quá nãy giờ thì... Đây, nhiều. Anh cái đoạn này đoạn gì đấy anh?